bài qua tiếng hát của thầy Cương. Xin trân trọng kính mời thầy Cương.
trình Giỗ Tổ Hùng Vương. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta rằng các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta cũng phải cùng nhau giữ lấy nước. Để tiếp tục thực thi lời dạy của bác, chúng ta phải luôn phát huy truyền thống cha ông nhằm làm rạng rỡ nòi giống Lạc Hồng. Hy vọng qua chương trình này, các em học sinh sẽ biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau vì chúng ta là con rồng cháu tiên, là anh em một nhà. Lễ giỗ tổ đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều thắng lợi. Chúc các em học sinh luôn học giỏi và chăm ngoan.